hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin chính sau. Tọa đàm kinh tế thương mại Việt Nam Romania, đại biểu Quốc hội tiếp xúc doanh nghiệp đóng góp ý kiến về luật cạnh tranh, hội thi thủ lĩnh sinh viên lần thứ nhất năm 2004. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi. Bắt cơ hội về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Tam Thuận Phát đã đưa ra thị trường mặt hàng thiết bị mới, máy làm kem, máy làm lạnh nước trái cây. Mặt hàng máy làm kem và máy làm lạnh nước trái cây của công ty Tam Thuận Phát mang nhãn hiệu Donper, có xuất xứ từ Trung Quốc và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Ý. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nhờ ứng dụng những kỹ thuật hiện đại vào trong quá trình sản xuất, công ty Tam Thuận Phát đã đưa ra thị trường máy làm kem, máy làm lạnh nước trái cây chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của đông đảo người dân. Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thì chế độ bảo hành sản phẩm cũng được Tam Thuận Phát đặt lên hàng đầu. Sản phẩm máy làm kem của công ty Tam Thuận Phát đã được tổ chức của Đức cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000. Hiện nay, bên cạnh việc giữ vững thị trường nội địa, công ty Tam Thuận Phát đã bắt đầu đưa sản phẩm của mình sang một số nước trong khu vực như Campuchia, Lào, Singapore.